Ông cha em mê ăn mỡ dữ lắm, mấy chị đi chợ là kêu mua nọng không à, cho có nhiều mỡ ăn hoài riết rồi huyết áp cũng tăng, mỡ máu cũng lên nữa. Ê, tiệc chiêu này em mới làm, mấy chị coi áp dụng thử ha. Mấy nay em mua mớ ba gọi về nướng, ông cha ông cứ khen ngon nức nở. Sao càng ăn mà càng ghiền, đi chợ mua nhiều nhiều đi con, ăn cho đã cái nơ. Vừa cười tức mắt, tôi nói liền, chà, ba gọi nay đó ngon không cha? Ông bảo cái gì? Dạ con biết cha ghiền thịt mỡ, ngày nào con cũng đi siêu thị mua ba gọi nay về nướng. Công nhận nay béo dễ sợ. Mèn ơi, ông là trời, mày muốn tao phá sản hả? Con mua này ra ăn cho còn khen ngon mà. Ơi thôi, tao không có ăn nữa đâu, mày đừng có mua nữa. Trời ơi, đứa con phá của mà. Chị thấy không, nghĩ thèm ngân hông luôn á.